từ Lê Duẩn chống Tàu triệt để đến sự đầu hàng của Nguyễn Văn Linh. Sự vô trách nhiệm của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những anh hùng, tử sĩ đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc trong cuộc chiến chống quân xâm lược Trung Quốc là một điều ai cũng thấy. Sự thờ ơ của lãnh đạo cấp tứ trụ đương nhiên không chỉ là việc họ không đến thắp hương tưởng niệm, mà họ còn không dám mở miệng nhắc đến sự kiện lịch sử này. Trang nhất báo Quân đội Nhân dân phát hành vào ngày 17 tháng 2 năm 2024 không dành một dòng nào để nói về cuộc chiến biên giới chống quân Trung Quốc xâm lược vào ngày 17 tháng 2 năm 1979. Hình ảnh trang nhất của báo Quân đội Nhân dân vào ngày 17 tháng 2. Dư luận xã hội đã nguyền rủa rằng đây không chỉ là sự phản bội lại nhân dân, mà cho thấy thế hệ lãnh đạo Đảng ngày nay sẵn sàng phản bội lại lớp tiền bối của họ để bảo vệ lợi ích nhóm và quyền lợi cá nhân. Mà đỉnh cao là sự kiện hội nghị Thành Đô khi ban lãnh đạo Việt Nam chính thức đầu hàng Trung Quốc một cách nhục nhã là một minh chứng. Tổng Bí thư Lê Duẩn được đánh giá là một người chống Trung Quốc cực đoan và triệt để, nhưng sau khi ông Lê Duẩn qua đời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã quay ngoắt 180 độ. Đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đều coi Lê Duẩn và Nguyễn Văn Linh là những nhà lãnh đạo kiệt xuất đã cống hiến cho đất nước mà Đảng không cần phân định đúng sai, công tội là điều hoàn toàn mâu thuẫn. Nếu Lê Duẩn chống Tàu vì lợi ích, vì chủ quyền quốc gia thì Nguyễn Văn Linh là những kẻ bám đuôi Tàu phải bị coi là những kẻ bán nước. Ngược lại, nếu Lê Duẩn chống Trung Quốc một cách mù quáng, cực đoan, khiến cuộc chiến biên giới kéo dài hơn 10 năm, đẩy đất nước đến tụt hậu và bế tắc, thì Lê Duẩn phải bị coi là tội đồ. Các tư liệu lịch sử, tuyên truyền của nhà nước Việt Nam hay dẫn câu phát biểu của Tổng Bí thư Lê Duẩn như sau. Tại sao Trung Quốc đô hộ Việt Nam 1.000 năm mà không đồng hóa được ta và người Trung Quốc chưa bao giờ giấu giếm tham vọng ấy? Dù rằng trong suốt cuộc chiến ác ý thức hệ vào năm 20 năm từ 1954 đến năm 1975, Trung Quốc là một quốc gia đồng minh đã chi viện và giúp đỡ rất lớn cho Bắc Việt. Nhưng Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn kiên định lập trường, chừng nào tôi còn ngồi đây thì tôi không cho một kẻ nào nghĩ trong đầu rằng có thể cướp được đất nước Việt Nam này. Đỉnh điểm là Hiến pháp vào năm 1982 sửa đổi giữa thời Lê Duẩn làm Tổng Bí thư đã nêu đích danh bá quyền Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm của cách mạng Việt Nam. Sau khi Lê Duẩn qua đời, người kế nhiệm ông là Nguyễn Văn Linh. Ban đầu Nguyễn Văn Linh vẫn đi theo đường lối chống Trung Quốc của Lê Duẩn. Lúc đó Việt Nam đang bị thế giới cô lập và cấm vận sau chiến thắng năm 1975 và phải dựa vào Liên Xô và khối Đông Âu. Đến cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990, sau khi Liên Xô tan rã, phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu sụp đổ, không còn chỗ dựa, Nguyễn Văn Linh từ bỏ quan điểm chống Trung Quốc của Lê Duẩn, quay ngoắt sang đầu hàng Trung Quốc một cách vô điều kiện. Nội tình của gặp lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc tại Thành Đô. Hồi ký của ông Lý Gia Trung, cựu cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tiết lộ như sau. Vào ngày 5 tháng 6 năm 1990, qua sự nỗ lực của nhiều bên, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã hội kiến Đại sứ Trung Quốc ở Việt Nam, Trương Đức Duy tại nhà khách Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước tiên, Nguyễn Văn Linh nhờ Đại sứ Trương chuyển lời hỏi thăm của ông tới các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Lý Bằng. Ông Nguyễn Văn Linh nói, trong thời kỳ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ, ông từng nhiều lần đi Trung Quốc đã gặp Mao Chủ tịch, Thủ tướng Chu Ân Lai, Đặng Tiểu Bình là những người cùng thế hệ với Hồ Chí Minh và Nguyễn Văn Linh là học trò của họ. Vẫn theo Nguyễn Văn Linh, trong thời kỳ cách mạng và kháng chiến, cũng như trong nhà tù của kẻ địch, ông luôn luôn học tập và nghiên cứu trước tác của Mao Chủ tịch bàn về cách mạng dân tộc dân chủ, được lợi không ít. Việt Nam thực thi học thuyết chiến tranh nhân dân là học tư tưởng chiến tranh nhân dân của Mao Chủ tịch, rồi vận dụng vào thực tiễn Việt Nam. Nếu không có sự viện trợ của Trung Quốc, thì Việt Nam không thể đánh bại đế quốc Mỹ. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nguyễn Văn Linh còn nói, sau khi kháng chiến chống Mỹ thắng lợi, toàn quốc thống nhất, Việt Nam lẽ ra nên tập trung lực lượng xây dựng kinh tế, nhưng đã xuất hiện tình hình khó khăn và phức tạp không ngờ tới. Mười mấy năm sau, Việt Nam càng gian khổ hơn thời kỳ chống Mỹ, đời sống càng ngày khó khăn, đặc biệt là mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc xuất hiện khó khăn.
Đồng thời, Nguyễn Văn Linh thừa nhận Việt Nam đã làm một số việc không tốt với Trung Quốc, đã sai thì phải sửa. Mong các đồng chí Trung Quốc thông cảm và bỏ qua những chuyện này. Theo đó, hai nước Việt Nam và Trung Quốc là láng giềng xã hội chủ nghĩa. Việt Nam là nước nhỏ, Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng nhỏ. Chúng tôi rất cần có sự ủng hộ, giúp đỡ của một nước lớn, đảng lớn như Trung Quốc. Theo tác giả Lý Gia Trung, Nguyễn Văn Linh khẳng định đây là lời thực lòng của ông. Những điều vừa kể trên để chúng ta thấy rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam coi trọng điều gì hơn, đó là chủ nghĩa xã hội hay lợi ích của dân tộc. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.d với bản tin Từ Lê Duẩn chống tàu triệt để đến sự đầu hàng của Nguyễn Văn Linh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.d. Vì sao năng suất lao động của Việt Nam quá thấp trong khu vực Đông Nam Á? Năng suất lao động thấp sẽ cản trở tiến trình hội nhập toàn cầu. Đây là cảnh báo của các chuyên gia kinh tế khi so sánh tiềm năng sản xuất của Việt Nam so với các nước trong khu vực. Tờ báo Việt Nam Express Online vào ngày 16 tháng 2 đưa tin năng suất lao động theo giờ của Việt Nam thua cả Philippines, Indonesia. Bản tin cho biết dù tăng trưởng ấn tượng trong 10 năm qua, song năng suất lao động theo giờ của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều các nước trong khu vực. Tờ báo Việt Nam Express loan tải thông tin về năng suất lao động của Việt Nam hiện nay đang rất thấp, thua cả Indonesia, Philippines. Trong báo cáo mới đây của Ngân hàng Thế giới cho biết, theo số liệu của Tổ chức Năng suất Châu Á, APO cho thấy, năm 2020, giá trị sản xuất mỗi giờ lao động của Việt Nam chỉ đạt có 6,4 đô la so với 14,8 đô la ở Thái Lan và 68,5 đô la ở Singapore. Đồng thời, Ngân hàng Thế giới cũng lưu ý, chiếc chìa khóa mà Việt Nam cần nắm chắc đó là tăng trưởng năng suất lao động. Công bố của Ngân hàng Thế giới kể trên hoàn toàn phù hợp với đánh giá của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, công bố vào năm 2023, được truyền thông nhà nước đưa tin. Theo đó, năng suất lao động của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á hiện nay chỉ cao hơn có Campuchia, Myanmar và Lào. Cụ thể là năng suất lao động của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á cao hơn Campuchia 2,4 lần, hơn Myanmar 1,6 lần và hơn Lào có 1,2 lần. Một câu hỏi đặt ra là vì sao năng suất lao động của Việt Nam lại thấp đến như vậy? Có phải sức làm việc của người lao động Việt Nam kém người lao động Singapore đến 15 lần hay không? Chuyên gia kinh tế tài chính cấp cao, ông Bùi Kiến Thành, hiện là cố vấn cấp cao của các tập đoàn kinh tế kinh doanh lớn tại Việt Nam, đã giải thích như sau. Đó là cái năng suất lao động, mỗi đầu người làm ra được bao nhiêu sản phẩm để so với sản lượng đầu người Việt Nam thì nó thấp hơn là bao nhiêu. Ví dụ, một công nhân Việt Nam sử dụng một cái máy trong một tiếng đồng hồ có thể sản xuất ra được 100 sản phẩm ốc vít. Trong khi đó, cũng cùng cái đầu như nhau thì một công nhân Singapore có thể sản xuất gấp 15 lần. Sự khác biệt đó là năng suất lao động. Lao động Việt Nam trên một dây chuyền sản xuất hiện nay. Theo giới chuyên gia, năng suất lao động của Việt Nam khi so với Singapore có sự khác biệt rất lớn. Đó là do công nhân Việt Nam chưa được đào tạo bài bản, cũng như chưa được đầu tư máy móc phù hợp và điều kiện làm việc không theo kịp Singapore. Việt Nam gặp rất nhiều hạn chế so với các nước khác như điều kiện lao động, trình độ lao động, trang thiết bị máy móc v.v. Trong đó, hai yếu tố quan trọng nhất, quyết định nhất đó là trang bị công nghệ, trình độ và năng lực của người lao động. Ngoài ra, trong chiến lược phát triển của Việt Nam trước đây đã xem lao động giá rẻ là một lợi thế trong cạnh tranh. Đến nay đã thấy rõ điều này là một sai lầm lớn bởi vì yếu tố quyết định đến doanh thu và lợi nhuận của mỗi doanh nghiệp chính là năng suất lao động mà trình độ tay nghề là yếu tố quyết định. Do đó, tiến sĩ Lê Đăng Doanh cho rằng yếu tố tổ chức quản lý, cải cách thể chế chính là lý do dẫn đến sự tụt hậu về phát triển. Theo đó, điều Việt Nam cần phải làm là cải cách thể chế, cải cách bộ máy, nghĩa là nhà nước làm những việc mà đích thị nhà nước làm mới có hiệu quả và cần thiết. Còn các lĩnh vực thuần túy thương mại như
sản xuất bia, nước ngọt v.v. thì nhà nước nên thoái vốn để đầu tư và tư nhân hoạt động có hiệu quả hơn nhiều. Ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hiện nay, để giải quyết bài toán về tăng năng suất lao động, theo Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp cần phải xác định mô hình sản xuất cho phù hợp, hoàn thiện giá trị sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị và quy trình công nghệ, cũng như cần nâng cao ý thức kỷ luật, thái độ làm việc nghiêm túc cho người lao động. Sinh thời, cố Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu từng có câu nói rất nổi tiếng khi nói về Việt Nam là: nếu có vị trí số 1 Đông Nam Á thì đó phải là Việt Nam, nhưng thực tế đến nay vị trí số 1 ấy thuộc về Singapore. Điều đó cho thấy trình độ, năng lực và tầm nhìn của lãnh đạo quốc gia có ý nghĩa quan trọng như thế nào trong việc đưa một đất nước phát triển thịnh vượng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de ngày hôm nay với bản tin Vì sao năng suất lao động của Việt Nam quá thấp trong khu vực Đông Nam Á. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de